Xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách chỉnh ảnh Alien 1979 bằng ứng dụng PixArt. Tất cả các hình ảnh liên quan mình để trong link dưới phần mô tả. Các bạn tải về và thao tác theo mình hướng dẫn nha. Đầu tiên ở phần poster thì các bạn tải cái hình ảnh này về. Sau đó thì các bạn cần vào phần công cụ thêm ảnh ở bên dưới. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái bức ảnh có góc nghiêng tương tự như cái ảnh mình đang thêm vào đây. Ở đây thì chúng ta có thể dùng cái công cụ cắt bỏ để cắt cái phần mặt này. Mà việc sử dụng công cụ này nó làm ảnh hưởng đến chất lượng ảnh. Chúng ta sẽ dùng công cụ cục tẩy ở đây nhé. Đầu tiên các bạn chọn vào công cụ tẩy, bạn chọn xóa. Các bạn chỉnh độ cứng cao lên tầm khoảng trên 95%. Thì các bạn sẽ xóa cái phần nền đi trước. Sau đó các bạn giảm kích cỡ xuống một chút tầm khoảng 25. Sau đó các bạn phóng to hình ảnh ra và xóa để cho nó thật chi tiết. Phần này thì mình sẽ thu nhanh lên, các bạn có thể bỏ qua phần này. Đến thì các bạn giảm cái độ mờ đục của ảnh này xuống, mình sẽ để nó giảm khoảng 70 đi. Sau đó thì so sánh để ước lượng xong cho cái tỷ lệ khuôn mặt này với cái tỷ lệ khuôn mặt trước thì nó gần tương tự như nhau các bạn. Sau khi mà để được cái vị trí phù hợp rồi thì các bạn tăng lại cái độ mờ đục lên cho mình nhé. Sau đó hãy bấm tiếp tục vào cục tẩy ở phía bên trên màn hình. Lúc này thì công cụ xóa thì các bạn tăng kích cỡ lên cho mình khoảng 60 và độ mờ đục thì sẽ giảm khoảng đi cũng 60, độ cứng thì giảm 35%. Sau đó thì các bạn tải các phần việt ngoài nó không cần thiết cho mình. Ở đây thì mình sẽ giảm kích cỡ đi một chút, 36 đi. Ở những phần cần chi tiết như ở cái phần bên dưới này thì các bạn sẽ tăng độ mờ đục, độ cứng lên một chút. Chúng ta sẽ cần xóa những cái chi tiết thôi. Cái phần tóc phía trên thì các bạn để giảm độ mờ đục nhiều cho mình nhé. Ở phần này thì mình sẽ lấy luôn cái phần tóc của cái spotter ban đầu ấy, cho nên là mình sẽ lấy phần mặt đi nhiều hơn. Mình chỉ để lại một phần mặt của cái ảnh thêm vào thôi, còn phần tóc của cái spotter thì mình giữ nguyên nhé. Ngoài ra thì cái ảnh mà lúc mình để ở dưới phần mô tả thì mình sẽ xóa cái phần mặt của cái ảnh gốc đi rồi nhé. Các bạn chỉnh thêm vào thôi thì nó sẽ không bị lộ bên dưới. Sau khi mà các bạn để được vị trí của cái khuôn mặt mà các bạn thêm vào thì bạn sẽ mở cái công cụ xóa này. Các bạn để kích cỡ thì khoảng 50, độ mờ đục thì giảm khoảng 30%, mờ đục cứng thì giảm cũng khoảng 30% đi. Sau đó thì bạn xóa vào cái phần dưới cằm này để ta lấy cái phần ánh sáng từ cái đèn bên dưới nó chiếu lên khuôn mặt các bạn. Chỉnh kích cỡ lên chút đi. Đó, thì chúng ta sẽ có một chút ánh sáng ở đây. Cái phần nào mà nó bị lộ lại thì các bạn lại khôi phục lại. Vậy là chúng ta sẽ có một cái phần ánh sáng giống như cái background gốc. Sau đó thì các bạn bấm dấu tích ở phía trên bên phải màn hình nhé. Ở phần công cụ bên dưới thì các bạn chọn cho mình công cụ điều chỉnh. Với mỗi một cái ảnh mà các bạn thêm vào thì nó sẽ có màu sắc khác nhau, vì vậy chúng ta không thể có một cái công thức chung về phần màu sắc này được. Tuy nhiên thì mình có một lưu ý nhỏ là các bạn có thể điều chỉnh bất cứ công cụ nào dưới này trừ cái công cụ độ rõ là ok nha các bạn. Các bạn điều chỉnh sao cho phù hợp là được. Sau đó các bạn bấm dấu tích lưu lại. Bấm dấu tích lần nữa để lưu lại toàn bộ một khối ảnh. Tuy nhiên thì bước này chúng ta vẫn chưa thực sự hoàn thành đâu, thì bạn lưu cái ảnh này lại trước cho mình và bấm vào chữ lưu. Tùy từ phiên bản nó sẽ có cách lưu khác nhau nha các bạn. Sau đó thì để chỉnh màu tổng thể thì mình khuyến khích các bạn là nên sử dụng ứng dụng Lightroom nha các bạn. Tại vì ứng dụng này sau khi mà chỉnh nó sẽ không bị ảnh hưởng đến chất lượng của ảnh. Khi mà mở ứng dụng lên thì các bạn bấm vào cái phần công cụ dưới, bạn chọn cho mình thêm ảnh. Bạn thêm cái bức ảnh mà bạn vừa chỉnh sửa xong vào, bấm vào thêm. Sau đó mở phần tất cả ảnh lên và phần công cụ này các bạn mở ảnh vừa thêm vào. Vẫn tương tự như vậy thì mỗi một ảnh thì chúng ta sẽ có cách điều chỉnh khác nhau. Tuy nhiên thì các bạn có thể điều chỉnh theo một cái công thức như mình đây cũng được, tại vì cái phần này là điều chỉnh tổng thể rồi. Nếu mà phần trước bạn làm nó đã ok rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ thử về cái phần tự động nhé. Đó thì ảnh nó sẽ làm sáng lên như này, nhưng mà tuy nhiên thì mình không thích thế, mình thích cái kiểu giống như cái background ban đầu hơn. Mình bấm nút lên trở lại và phần ánh sáng thì phần này mình nghĩ là mình sẽ tăng sáng lên một chút thôi, độ tương phản. Tương phản tăng 10% luôn. Các vùng sáng mình sẽ tăng 75. Về cái phần màu trắng ấy thì chúng ta sẽ tăng nhiều lên một chút, mình sẽ tăng 60. Màu đen thì tương tự giống như cái dạng tối vậy, mà thôi mình sẽ giảm đi một chút, 5%. Về phần màu sắc, về công cụ màu sắc thì các bạn sẽ chỉnh nhiệt độ giảm này, vẫn giảm. Tại vì hoặc là các bạn thích thì có thể tăng sáng lên thành màu nóng,
và mình thấy có vẻ màu lạnh thì sẽ đẹp hơn, mình sẽ giảm cái độ đi khoảng 5%, sắc thái thì sẽ tăng lên khoảng cũng 5%, 4%, 5%. Rồi sau đó thì ở phần công cụ hiệu ứng thì chúng ta sẽ giảm cái hiệu ứng mờ viền các bạn. Hiệu ứng mờ viền này chúng ta sẽ giảm đi khoảng 25% để nó mo các góc lại thành màu tối, thì chúng ta sẽ cảm giác ảnh nó có được chiều sâu hơn ấy. Ngoài ra thì các bạn có thể điều chỉnh thêm cái công cụ chi tiết để tăng cái độ sắc nét của ảnh hơn, giảm nhiễu hạt, giảm nhiễu hạt màu. Ok, và chúng ta sẽ so sánh ảnh trước khi chỉnh sửa nhé. Đây là trước khi chỉnh sửa và sau khi chỉnh sửa. Các bạn bấm vào cái phím bên cạnh cái dấu ba chấm ấy, nó có một cái lưu vào thiết bị. Ok, nếu mà thấy hay hoặc là giúp ích cho các bạn thì cho mình xin một like hoặc là để lại bình luận cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể follow mình để theo dõi các video sắp tới. Cảm ơn tất cả các bạn.